Vâng, tiếp tục lại là một chiếc hàng siêu độc mang tên là Cannondale, một thương hiệu đến từ Mỹ, một chiếc xe Mỹ xuất Nhật. Một chiếc xe này là dân xe thường gọi nó là quỷ một chân nha các bác. Chiếc xe càng đơn, khung sườn chủ đạo của nó là khung sườn màu trắng sữa nhá, rất đẹp, full nhôm. Cannondale bản touring một chân. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh, bấm đăng ký kênh để follow kênh của em theo dõi những mẫu xe mới nhất nhé. Và như thường lệ thì em sẽ đi tổng quan giới thiệu về mạn sườn trái, mạn sườn phải, trước sau của xe và đi chi tiết cuối cùng là báo giá cho các bác luôn. Đây, kho xe bên em đây các bác ơi. Lâu lâu em cũng review lại kho xe để các bác nhớ. Kho xe hàng bãi Nhật bên em là một kho xe rất lớn nhá. Trong xe lúc nào cũng duy trì số lượng hàng trăm con xe. Đấy, hết là hàng lại về. Đấy, và đơn hàng thì đi hàng ngày. Rất nhiều xe. Có nhiều mẫu xe độc, độc lạ Việt Nam. Dòng xe thủy thủ hay là dòng xe trưng bày, cà phê dạo phố bên em cũng có nhá. Đây là mạn sườn trái của xe Cannondale đây các bác này, quỷ một chân này. Mạn sườn trái của nó này. Thời tiết nó hơi nắng nên em để vào phía trong, rồi em dựng ra ngoài. Đó là tổng thể. Xíu nha các bác. Đó. Mạn sườn trái của xe đây. Con này cấu hình thì ok rồi, cấu hình cực cao rồi, cấu hình của Deore các bác. Miễn chê luôn. Mọi thứ là nguyên zin, con này em đánh giá là gần như là hàng lướt luôn nhá. Gần như là hàng lướt thôi các bác. Phanh thì là phanh đĩa dầu, phanh đĩa dầu của Techo, cực kỳ VIP, cực kỳ VIP nha các bác. Đấy, và bây giờ em sẽ đi chi tiết của nó đây, mời các bác xem nhá. Nhắc lại là con xe này em đánh giá gần như là hàng lướt luôn nhá. Từ cọc in và in của nó là nguyên zin luôn. Cái này thì cái in của nó là nó hơi bị chóc ra rồi, chóc ra do va chạm ở bên kho xe thôi, chứ không phải nó mới về là nó không bị như thế này đâu nha các bác. Tuy nhiên là em có thể bọc lại in cho các bác nhá, các bác yên tâm. Cọc in này, nguyên zin, gọng in, in nguyên zin của nó này. Phía sau gọng in là có một chiếc đèn cảm biến ánh sáng, à xin lỗi, đèn phản quang màu đỏ. Đèn phản quang màu đỏ, em cứ nhầm với dòng máy phát điện, các bác thông cảm nhá. Con này là vòng siết của nó, vòng siết cọc in để nới mở nâng hạ cọc in đấy. Của nó hai tầng luôn nhá. Đấy, cực kỳ VIP, nguyên zin. Rè là rè bản touring, rè lá lúa. Đấy, mỗi hàn là mỗi hàn nhôm. Mỗi hàn vây cá, dạng vây cá dẹt. Dạng mài luôn, mỗi hàn này nó mài luôn các bác, cho nên là cái độ lồi ra nó không nhiều đâu, là gần như rất bằng phẳng. Nhôm là hệ nhôm cao cấp của Cannondale bản độc quyền. Nhôm SSI. Nhôm cao cấp các bạn. Nhôm độc quyền của Cannondale các bác biết rồi. Khung sườn của nó là màu trắng nhá, rất đẹp, còn rất bóng đây. Có một số là điểm xước xác lông chuột lông mèo thôi. Với cấu hình lốp như sau. Lốp zin thông số của nó là đây, lốp của nó đây. Lốp zin nha các bác. Lốp của Michelin. Thông số của nó là 700 x 28C. 700 x 28C. Vành nhôm hai lớp, bản vành 4 sen xé gió, nguyên zin. Nguyên zin luôn. Nan hoa của nó là inox chân đồng nhá. Meyer zin của nó rồi. Meyer của Formula các bạn, Meyer của Formula. Meyer zin theo xe luôn rồi. Xe này nó chạy 3 tầng đĩa, 2, 4, 6, 9 tầng líp nhá. 3 đĩa 9 líp. Quy đề gạt đĩa đồng bộ của Shimano DOJ. Cấu hình rất cao, DOJ thế hệ mới. Cực kỳ bon chất luôn, cối nổ giòn tan luôn. Kể cả miếng phản quang của bánh này, màu trắng nguyên zin theo xe nhá các bác. Nhìn đường nét sơn này, nguyên zin của nó này, mối hàn này. Xe này là gọng nước cũng còn nguyên zin luôn. Đấy, gọng nước nguyên zin, sơn tính điện màu đen. Đấy, có điểm bắt gọng phụ đây.
có thể bắt bơm, bắt đồ phụ nhá. Các bác lên xe thì các bác thích bơm hoặc là túi da, bao da thì em lên cho các bác. Đấy, trông rất đẹp luôn. Đấy, kể cả bình nước lắp vào lên đầy đủ bộ, kể cả đèn led ban đêm của nó gắn ở như ghi đông lên đủ bộ của nó là cực kỳ chất luôn các bác. Thì các bác ưng alo cho em ưng mẫu này thì em lên cho các bác, tính thêm phụ kiện thôi. Con này mang mã số E22 nhé, các bác nhớ mã nhé, E22. Bát chén nguyên zin của nó đây. Con này một bát 3 vòng, nắp chụp nguyên zin của Canon đeo luôn, bản pô tăng 8 sen, ghi đông tay lái thẳng bầu hai bên rất đẹp. Bộ bấm xả cũng đều dê luôn này. Đấy, chuyển động mà bấm xả của nó là cũng đều dê luôn, đồng bộ hết, ấu hình rất cao. Phanh thì phanh đĩa dầu của Techo, tay phanh là tay nhôm luôn, nguyên zin, hệ thống dây là còn nguyên zin hết nhá. Một chân Canon đều một chân mày ở trước đây, đồng bộ với sau luôn. Đấy, SI thì các bác này, hệ nhôm của SI này, nhôm độc quyền của Canon đều. Thông số bánh trước như bánh sau, lốp zin 700x28C. Vành nhôm bản 4 sen, à bản này bản 3 sen rồi các bác nhá. Bản 3 sen. Nguyên zin của nó. Đàn hoa thì inox chân đồng. Mai hơi trước đồng bộ như sau. Formula. Phanh đĩa dầu. Sử dụng phanh đĩa dầu của Techo. Phanh rất cao. Rè của nó đây, rè lá lúa phía trước này, tem chữ Canon đeo đây. Tem chữ Canon đeo này là nó phun kim tuyến các bạn. Tem chữ màu đen và nó phun kim tuyến rất đẹp. Ra ngoài trời nắng này nó phản quang ánh sáng này, đổi màu rất đẹp luôn các bác. Đó, Canon đeo. Tem chữ nguyên zin của nó. Đùi zin rồi, đùi zin theo xe rồi. Pedal thì pedal gọng thép chống gỉ sơn màu đen, phản quang hai mặt, tang chống trục lõi của nó là nhôm luôn nhá. Nó chạy bạc đạn luôn các bác. Cấu hình như thế này nó phải chạy bạc đạn rồi mới xứng tầm. Trục giữa cũng chạy bạc đạn luôn. Trục sau là trục rỗng rồi. Trục rỗng đang có khóa hồng này. Khóa hồng của Tioga. Tháo lắp nhanh của bánh. Đấy, phanh đĩa ra, phanh đĩa dầu, phanh phanh sau đây. Techo. Cao. Với dòng phanh đĩa này thì đi bóp là ăn chết luôn các bác. Đứng xe luôn. Chỉ các bác đi xe có thể bốc đầu bốc đít là khi bóp phanh bình thường nhá. Chân trống cũng chân trống zin của xe rồi. Chân trống zin của xe rồi. Gọng nhôm. Cực kỳ chắc chắn. Con này có tem an ninh này. Màu vàng này. Đã từng kiểm định này. Xe này ở bên Nhật ít đi các bác nên là còn rất đẹp. Đây là các vết bụi thôi, em lau cái là nó lại sạch bóng lại ngay thôi nhá. Các bác ưng mẫu xe này thì alo cho em nhá. Số điện thoại ghim trên video, ghim ở như phần tiêu đề đấy. Bác nhớ đọc. Vào Zalo em sẽ gửi cho các bác bộ ảnh đầy đủ chi tiết nữa nhá. Bác ưng xe và báo giá chiếc xe này với các bác giao lưu là 17 triệu nhá. 17 triệu bao ship tận nhà. Một chiếc xe hàng độc, hiếm lạ. Đi thể thao du lịch cực kỳ chất luôn. Và các bác lên chiều cao cho em. Với size gióng đứng như thế này thì các bác lên chiều cao cho em là 1m65 trở lên. Đi con này đẹp luôn, chất luôn nhá. Màu trắng, hợp phong thủy, alo ngay cho em. Và các bác nhớ đón xem những mẫu xe tiếp theo em sẽ chọn cho các bác trong kho xe này. Vâng, tiếp tục mời các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Nhật. Hôm nay em là tiếp tục giới thiệu cho các bác một mẫu xe, một mẫu xe điện của hãng xe đạp nổi tiếng, xe đạp thể thao nổi tiếng mang tên là Louis Garneau, một thương hiệu đến từ Canada. Đây là một chiếc xe đạp điện nhá, tay ga. Một chiếc xe đạp điện địa hình. Vừa đi thể thao là vừa có trợ lực điện cực kỳ VIP rồi. Các bác xem video vui lòng kích cho em xin nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh cho em nhé. Xin cảm ơn các bác và em sẽ tiếp tục như thường lệ là sẽ đi loại xung quanh của xe trái phải trước sau. Sau đó là đi chi tiết cấu hình của xe. Và báo giá xe để các bác
xem ưng hợp với chiếc xe này thì alo cho em, số điện thoại em ghim chạy trên video cũng như ghim ở như phần tiêu đề nhá. Đây là một chiếc Louis gạc nêu màu vàng nha các bác. Con này là khung sườn của nó là khung sườn nhôm, có hai sóc, có càng sóc hai bên, đi rất êm. Một dòng xe điện, một dòng xe thể thao địa hình và có trợ lực điện cực kỳ chất. Chiếc xe nguyên zin, có trang bị đủ đồ luôn các bác. Các ba ga phía sau cũng có cả đệm in rất êm nhá. Các ba ga trước cũng như là dọ hàng inox. Ngoài ra thì bộ khung sườn, bộ motor điện, motor motor đạn cối của nó đây. Kỳ VIP luôn. Đó. Các bác xem nó lướt chạy. Đây là dạng motor đẩy nhá. Motor đẩy này nó nằm ở bánh sau nhá. Nó có motor đẩy. Còn có những dòng xe này nó nằm ở bánh trước, nó thuộc motor kéo các bác ạ. Đây là một chiếc Louis gạc nơ màu vàng, chân trống báng thép gọng thép luôn. Đấy, mời các bác xem chi tiết cấu hình của nó này. Đấy, cọc in, gọng in và in nguyên zin của Louis gạc nơ. Bom motor của nó là đạn cối đây. Đấy, tính năng điện bật, công tắc của nó ở đây này các bác. Đấy, công tắc của nó ở đây. Đấy, còn chìa khóa bật điện này các bác. Đây tay ga nhé. Này em vừa test xe ga cho các bác thấy là bánh sau nó đẩy rồi. Tốc độ cực cao luôn. Tốc độ có thể lên tới 40 km/h là bình thường nha các bác. Đấy. Các ba ga sau là các ba ga gọng nhôm màu vàng. Đệm in là đệm đấy, đệm rất êm. Phía trong là đệm cao su. Phía ngoài là in da bọc. Đuôi các ba ga có một chiếc đèn phản quang màu đỏ thôi, cũng như đèn cảm biến ánh sáng luôn, điện luôn nhá. Đi ban đêm nó sẽ sáng. Để bật nó sẽ sáng luôn. Rè của nguyên zin của nó này. Rè bán rộng. Bánh là thuộc dạng bánh béo, bánh nguyên zin của Kenda. Đây là dạng lốp Kenda chất lượng cao rồi. Lốp Kenda chất lượng cao, thông số của nó là 26 x 1.95 nha các bác. 26 x 1.95, vành nhôm hai lớp. Nan hoa inox chân đầu, nguyên zin. Motor đẩy phía sau đây. Lốc motor nó một đĩa tròn. Kỳ VIP. Con này thì hệ thống tầng lip của nó là 7 tầng. Tuy nhiên bấm xả 6 nhưng nó sẽ có một lip chết nha các bác. Đấy, như vậy bấm xả 6 lip. Cùi đè của Shimano Tony. Cùi đè gạt đĩa đều của cùi đè của Shimano Tony, con này chạy một đĩa thôi, không có gạt đĩa đâu. Xe có trang bị luôn gọng mà bảo vệ cùi đè này. Phía sau của nó là vì có các ba ga để chở đèo người được, cho nên nó có hai bên đều có, hai bên nó đều có giá để chân nhá, đều có đũa để chân nhá. Càng sau có một chiếc đèn phản quang màu đỏ này, nguyên zin này. Càng Louis gạc nêu này các bác. Website của hãng này. Khung sườn nhôm, con này hai sóc nhá. Hai sóc giữa của nó đây. Sóc giữa là siêu êm luôn. Đi có thể là đạp bình thường các bác, đạp địa hình. Đạp địa hình đi bình thường là rất êm rồi. Còn khi mỏi thì bật tính năng trợ lực điện lên. Khóa hồng tháo lắp của cọc in này. Nâng hạ này. Đùi nguyên zin của nó này. Đĩa đùi đĩa năm chấu này. Motor ốp ở phía gióng chéo của xe này. Đấy, khung sườn nhôm đây. Mối hàn vây cá màu sơn zin đét luôn. Màu vàng nhá. Hệ thống dây nó đi nổi hết, dây màu vàng của Nhật luôn. Số khung của xe này. Càng trước đây có chỉnh sóc đây các bác này, có vặn chỉnh sóc đây. Sóc của nó sóc trước, hai sóc trước, cọc sóc của nó là nhôm, nhôm trắng. Càng sóc thép, càng thép. Nguyên zin. Khóa hồng tháo lắp nhanh của bánh trước. Mayer của nó là Mayer nhôm nhá, nguyên zin, sơn tĩnh điện màu đen luôn. Vành nhôm hai lớp nguyên zin này, con này là có khuy cảm biến này. Vì ở phía trên có trang bị một chiếc đồng hồ công tơ mét rồi. Lốp Kenda như lốp sau thôi. Thông số là 26 x 1.95. Phía trước lại có trang bị đèn này các bác. Đèn của nó là đèn led 4 bóng nhá. Đèn led 4 bóng. Đi ban đêm rất sáng luôn. Các bác mua xe này em sẽ test đầy đủ chi tiết hết, vì nó liên quan đến điện. Đã ba gà này, gọng nhôm này. Phía trước này, gõ hàng inox. Đũa nhỏ đây. Chung Nhật kêu đây. Bấm xả bên tay trái này,
bộ bấm xả 6 số này. Tay phanh là tay nhôm luôn nhá. Tay nhôm có trang bị đồng hồ công tơ mét đây. Đấy. Chìa khóa là hai chìa này. Bật tắt này, bật đèn này các bác này, sáng choang luôn. Đó, bật đèn này, đèn rất sáng, đèn led này. Có hai chế độ, ba chế độ bật nhá. Một tắt, hai bật. Đấy, bảng điện của nó đây. Nó sẽ báo pin ở trên này luôn nhá. Khi bác đi hết pin thì nó sẽ báo thì các bác sạc thôi. Sạc bình thường thôi. Đấy, motor đây. Có bộ sạc. Tay ga, tay nắm là tay ga bên phải, bên trái cũng là tay nắm, đồng bộ luôn, nguyên zin có chống trượt hết nhá. Bản ghi đông vô tăng là nguyên zin theo xe luôn. Nắp chụp cũng vậy. Một chiếc xe cực kỳ chất lượng, rất hầm hố. Đấy, với chiếc xe này các bác lên chiều cao cho em về thông số gióng đứng của xe, cấu hình bánh lốp thì các bác lên chiều cao cho em là khoảng 1m65 trở lên nhá. 1m65 trở lên là đi chiếc xe này rất đẹp luôn. Chân trống là báng thép cộng thép luôn. Cực kỳ VIP, hai sóc. Pedal thì pedal của Dima. Đúng rồi, pedal bạc đạn. Gọng nhôm hết nhá. Nguyên zin. Pedal bạc đạn, phanh thì có hình phanh sau của nó là phanh của Techo này. Phanh của Techo gọng về hai mảnh nhá. Phanh của Techo. Trục sửa của nó chạy bạc đạn luôn rồi. Phanh trước phanh sau của Techo các bác. Chiếc xe là siêu chất lượng, vừa đi thể thao, có thể là đi địa hình cũng được, thể thao đường phố cũng được. Và đi mỏi thì các bác bật tính năng trợ lực điện lên để các bác ga đi như xe tay ga. Tốc độ đi có thể đạt đến 40-45 km/h. Rất thoải mái, rất nhiều tính năng. Và giá chiếc xe này là 17 triệu nha các bác. 17 triệu đã bao gồm phí ship nhá. Bác ưng thì alo gọi cho em, kết bạn Zalo là nhắn vào Zalo cho em theo số điện thoại em ghim ở như phần tiêu đề cũng như chạy trên video nhé. Và chiếc xe này là chiếc xe không có số, tên là Lưới Gạc Nơ, xe điện nhá, các bác nhớ nhá. Và đợi xem những video xe tiếp theo của em. Vâng, tiếp tục các bác ơi, xin mời các bác quay trở lại với kênh xe đạp Nhật nhá. Hôm nay em lên cho các bác một mẫu xe đến từ Đài Loan xuất Nhật. Một mẫu xe touring với cỡ size XS. Bác phù hợp với size này thì alo cho em nhé. Số điện thoại em ghim trên video, ghim một phần tiêu đề đấy. Các bác xem video nhớ ấn cho em xin một nốt like nhé. Và như thường lệ em sẽ đi giới thiệu mã, quay tổng thể xung quanh trái phải, trước sau của xe, sau đó báo giá cho các bác. Đây là một chiếc gian full nhôm. Màu xe rất đẹp. Màu của nó là màu đen huyền bí và màu xanh. Đấy, màu của nó là màu xanh rêu. Đấy, nó có thể là pha màu xanh và màu đen, có thể nói là xanh đen có tem chữ trắng, rất nổi luôn các bác ạ. Màu rất sạch và sang trọng. Mã số là E684 nha các bác. E684 full nhôm. Size giống con này nó 46, phù hợp với người chiều cao là 1m60 trở lên là đi được rồi. 1m60 đến 62. Thì con này nó size XS khoảng 62. Khoảng 62 là đi đẹp luôn con chiếc xe này nha các bác. Đấy, khoảng chiều cao 1m62 đi đẹp luôn. Một chiếc touring tay lái thẳng, mang tên là Gian. Rất nhiều điểm nhấn. Và bản xe đang còn, em đánh giá độ nguyên bản là lên đến 90% nha các bác. Rất đẹp. Mạn sườn trái đây, mạn sườn trái của xe đây. Bác xem video nhớ kích cho em xin một nốt like nhé. Bác có thể comment bình luận đóng góp ý kiến vào kênh của em nhé. Để em sẽ lên những video đơn. Và sau đó là có thể có những video là giới thiệu chi tiết từng xe một và gửi đến cho các bác. Và gộp các video lại để cho các bác đón xem ở kênh của em. Mời các bác xem chi tiết cấu hình của xe này. Con này cọc in và in là zin đét theo xe rồi. In ra thể thao, có lỗ thông hơi ở chính giữa xe in. Đấy, recovery nhá, super rain. Đấy, in zin đét của xe luôn. Đấy, cọc in nhôm này, cọc in nhôm luôn này. Rè của nó là rè nhựa này, kiểu rè lá lúa, rè touring. Khóa hồng nguyên zin luôn.
Quả hồng nguyên zin của Gian luôn các bác. Đây em đánh giá độ nguyên zin con xe này lên đến 90% trở lên nhé. Phanh của Shimano luôn, phanh cộng V2 mảnh nhôm của Shimano đang còn nguyên zin nhé. Khung sườn nhôm đây, mũi hàn vây cá đây này các bác này, rất đẹp. R3 này, size của xe đây, XS Gian, cùi đè của Shimano luôn, cùi đè gạt đĩa đều của Shimano nhá. Xe có trang bị gọng bảo vệ cùi đè luôn rồi. Xe này nó chạy 3 tầng đĩa và 8 tầng líp các bác. Xin lỗi bác. Trời, nó trở mưa, dị ứng. 8 tầng líp nhá, líp của Shimano, ốp líp của nó là miếng nhựa đen. Sen xích của Shimano đang còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác xem, quay khối nổ rất giòn. Mayer nhôm sơn tĩnh điện màu đen, ốp đĩa là nhựa trắng. Cấu hình bánh lốp là lốp của Gian rồi, lốp của Gian bánh 700x25 thông số của nó đấy. Vành của Gian luôn, vành escape đây, vành Gian luôn, vành escape rất nổi tiếng đấy các bác. Gian là dòng xe thông dụng, phù hợp giá tiền phải chăng. Xuất sang thị trường Nhật thì các bác miễn chê về chất lượng thì nhá. Vành nhôm hai lớp nhá, nan hoa thì lấy inox chân đồng. Thông số 700x25C. Cấu hình lên chiều cao cho em 1m62 đi đẹp luôn. Form dáng xe này với cấu hình đó các bác đi đẹp nhá. Đùi nguyên zin, đùi nhôm, nhôm mạ sáng choang luôn. Có một số xước xước xác lông chuột lông mèo. Đùi 4 chấu. Phê đan của con này là phê đan vàng óng này. Nó là bằng gọng nhôm nhá, gọng nhôm. Gọng nhôm là có mạ vàng rất đẹp, phản quang hai mặt màu vàng luôn. Gọng nước của xe là nhôm mạ chrome sáng choang. Đóng ngang của xe này, bản escape này. Màu xe là màu xanh này. Một số điểm chảy xước này. Phối hợp với màu đen huyền bí rất đẹp. Đã phủ bóng, bóng lộn luôn các bạn. Em thử Gian màu trắng nhá. Dè trước dè lá lúa này. Cấu hình bánh trước thì như bánh sau thôi. Lốp cũng là lốp của Gian 700x25C, vành escape Gian luôn, hai lớp. Đàn hoa thì inox chân đồng. Mayer trước cũng là Mayer nhôm sơn tĩnh điện màu đen, nguyên zin theo xe. Bánh trước có khóa hồng clock, tháo lắp nhanh của bánh. Trục rỗng luôn nha các bác, trục rỗng luôn. Đây, vành này, escape này, Gian này. Đàm chữ nó chảy xước xíu rồi. Phanh trước cũng là phanh gọng V nhá, hai mảnh nhôm nha các bác. Đấy, con này là đặc biệt là có bộ bấm xả và tay phanh ăn một cụm này. Em đã từng nói rồi. Khi có bộ bấm xả và tay phanh của Shimano ăn một cụm thì nó cực kỳ bền bỉ theo thời gian và rất nhạy khi các bác chuyển số nhá. Sang số chuyển số là rất nhạy rồi. Cái chuông bật cơ nguyên zin của nó đây, phản quang cũng đang còn nguyên zin nhá. Trái phải là đồng bộ hết. Bên phía bộ bấm xả 3 đĩa 8 líp. Kết cấu của ghi đông vô tăng này, vô tăng của nó thì có 3 vòng không chén, có nắp chụp Gian luôn. Bộ tăng con này bản 8 sen mạ luôn cả rôm, sáng choang rất đẹp. Bác ưng mẫu này thì alo cho em nhé. Và giá chiếc xe này thì em báo với các bác là 9 triệu đồng đã bao gồm phí ship nhé. Một chiếc Gian full nhôm. Bản xe là nguyên zin 90%. Bác ok thì alo cho em. Số điện thoại em chạy trên video ghi ở phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc và đón tiếp tục đón xem những mẫu xe tiếp theo của em.